trái lược hương xong. Trái chủ ân cần hương linh cảm kích, trái chủ thành tâm lễ hướng linh hai lại. Nam mô linh a thọ bồ tát, nam mô linh a thọ sanh mà không sanh, thính ca thế tôn sông lâm nhầm diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếm nổi trôi. Nên người trời còn có luân hồi huống phàm thư, há không sanh tử. Hôm nay toàn gia dương quyến cũng đói ăn tiền, thành tâm sống chúc hương hoa lễ phẩm, kinh tiết chư hương linh thông gửi làng xưa hồn về xứ lạ. Lâm thời hoàng hốt hồn tán phách phiêu, tuy nhiên sống gửi thác về cũng không ra ngoài ba cõi. Dầu lên trời hay xuống đất cùng quanh quần sáu đường, giờ này chỉ chúc hương lòng cuối sinh hương linh thùy từ chân giam. Trai chủ dân trà hiến cung, trăm năm kiếm sống một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Lệ nhàn giới này chuyên vô ý, tướng giới vô minh diệu vô
vô lão tứ tạng vô phố tạm diệt đạo vô tri diệt vô đăng diệt vô sở đăng cô bồ đề tăng tội bát nhà mật đa cố tâm vô quay ngại vô quay ngại cố vô cũng vô viễn ly điên đạo mộng tưởng cầu cánh niết bàn quả y ba nhã ba la mật đa cố đăng a nậu đa la tam miểu tam bồ đề cố trì bát nhã ba la mật đa tỷ đại thần chu tỷ vô thượng chu tỷ vô đẳng đẳng chu năng trừ như tiêu vô trường tiêu bằng ư cố tiên bát nhã chu vi Bồ Tát.
người đi tê tái hồn, bóng chân soi lờ lạc tiếng dễ khóc hoàng hôn. Phụ mẫu ơn thâm chung hộ biệt, phu thê nghĩa chồng tớ phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Trai chủ thành tâm dân cơm hiền cung, gầm thức ăn cơm sới lên để tỏ lòng nhớ tường. Hương linh thọ hưởng chứng chiếu lòng thành, và quyến bưng chén cơm để lên ngang chén. Đây ba cơm đầy nặng ước mong. Hương linh ơi, đây ngọc với đây lòng, đây tình còn đông trong thương nhớ. Nghĩa ấy ơn này biết đến bao giờ mới trả xong. Dâng cơm lên ăn cung dường, để cơm lên trên bàn. Lễ hai lại biên thường biên thị chứng ngôn cần thương trị tụng Nam Mô Đa Bảo Như Lai. Diệu Sơn Thân Như Lai, Nam Mô Hoàng Ba Thân Như Lai, Nam Mô Lì Bội Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như, Nam Mô Tát Phà Đa Ta Nga Đa Phà Lô Chí Đê An Đàm Bà Ra Đàm Bà Ra Hồng, Nam Mô Tát Phà Chí Đê An Đàm Bà Ra Đàm Bà Ra Hồng, Nam Mô Tát Phà Đa Ta Nga Đa Phà Lô Chí Đê Bà Ra Hồng, Nam Mô Tô Rô Bà Già Đa Ta Nga Đa Già Đa Địa Ta Ba Nam Mô Đô Rô Ba Dạ Đa Đa Nga Đa Dạ Đa Địa Đà Ang Đô Rô Đô Rô Ba Ra Đô Rô Ba Ra Đô Rô Ta Ba Nam Mô Đô Rô Ba Dạ Ang Đô Rô Đô Rô Ba Ra Đô Rô Ba Ra Đô Rô Ang 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 Tam Ba Qua Việt Nhữ Ra Hồng Ang Nắng tam bà phá việt nhật ra hồng nam mô mì á trái bồ á nam mô mì á trái bồ tát là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
vợ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lễ hai lại dâng trà hiến cung tình người như xuân mộng sự thế tờ thu xưa. Sống chung nhà mà thác riêng đường, đến vui vẻ sao ra đi thương tiếc. Trai chủ lệ hướng linh
A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, lễ tiến cúng chư hương linh đến đây đã xong. Quý vị giờ này đến bàn chư hương linh lễ tạ, và sau đó chúng ta dọn thức ăn xuống dưới chai đường và dùng trưa. Kính cảm ơn toàn thể đại chúng.